Bây giờ thì khoảng 9 giờ sáng thì gia đình mình đang chuẩn bị để xuống nhà hàng ăn sáng. Mình được thông báo là hôm nay là sẽ không có ăn buffet mà thay vào đó thì chúng ta sẽ ăn gọi món à la carte. Okay, thì bây giờ gia đình mình đang đi xuống nhà hàng Cisor để ăn sáng. Ngày gia đình mình đi thì số lượng khách không nhiều nên resort phục vụ bữa sáng theo kiểu gọi món. Chúng ta sẽ có menu như thế này và có thể ăn bao nhiêu tùy thích, không giới hạn số lượng. Ở khu vực sảnh chính thì chúng ta sẽ có một địa điểm như thế này. Khi chúng ta đứng đây thì có thể nhìn bao quát khu villa bên dưới và toàn cảnh biển Hồ Tràm. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Và chỗ này cũng là nơi mà mình thấy mọi người check-in nhiều nhất, cho nên tụi mình cũng đã làm một vài đoạn video và hình ảnh ở đây. Xin chào mọi người, thì sau khi gia đình mình ăn sáng xong thì bây giờ là vẫn tiếp tục chương trình là chúng ta sẽ đi bơi, hồ bơi và đi ra biển để chụp hình một vài tấm hình ở ngoài biển. Bởi vì hiện tại thì chụp hình buổi sáng nắng như bây giờ thì cái hình ảnh của mình sẽ chất lượng sẽ rất là đẹp và cao. Cho nên bây giờ gia đình mình sẽ tiếp tục đi ra hồ bơi và ra biển để tắm và chụp hình. Mọi người cùng theo chân gia đình mình nha.
bỏ sữa. Pha cà phê món mì đang học pha cà phê bằng máy. Ở đây có cái máy này tiện ghê, pha cà phê pha cà phê. Ở đây có cà phê gói nữa nè, trà. Rồi ở đây thì có cà phê pha máy cùng với mấy cái cục pha phê như thế này. Và chúng ta sẽ sử dụng máy này để pha cà phê và cho ra một ly cà phê rất là thơm. Thơm lắm nha mọi người. Cực kỳ thơm luôn. Let's go. Tiếp tục chương trình chụp hình bãi biển và hồ bơi, tắm hồ bơi. Xin chào mọi người. Tiếp tục các chương trình tham quan giải trí tại resort. Đây là con đường đi giữa các khu villa. Đó, nếu như mọi người ở villa thì đây là những con đường ở trong khu nội ô của mình. Bây giờ hiện tại thì gia đình mình đang đi ra biển và quyết định là sẽ đi cái con đường trong khu vực villa để đi ra biển. Và bên cạnh đó thì vừa đi vừa ngắm cảnh cũng như là xem các tổ hợp villa này. Thì những cái căn villa như thế này thì theo mình tìm hiểu thì nó sẽ có khoảng giá là khoảng 10, nói chung là cũng khá là cao đó. Chung khá là cao đó, khoảng từ 10 triệu trở lên, nói chung là tùy vào cái từng phòng. Phòng ở đây nó sẽ khác, cái giá nó sẽ khác với phòng ở khu vực phía ngoài biển. Nói chung là rất là cũng khá là cao. Nói chung là từ 10 triệu trở lên, 10 triệu một đêm trở lên, tùy vào cái hạng phòng mọi người ở. Thì nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có cái không gian riêng tư với gia đình mình hơn, và cũng như là cái diện tích nó sẽ rộng hơn là cái căn khách sạn mà mình gia đình mình đang ở. Ở đây thì chúng ta sẽ có con đường để đi qua bên cái tòa cũ, bên hai cái tòa kia là Intercontinental và Holiday Inn. Và chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút để đi qua phía bên đó. Tại vì khu vực Isora này cũng là nằm trong khu phức hợp The Grand Hotel Strip. Cho nên hai bên liên kết với nhau, và đây là con đường để chúng ta có thể đi từ Isora sang Holiday Inn và Intercontinental. Và nếu như mọi người không thích đi bộ thì chúng ta cũng có xe điện như thế này.
Vậy là vlog on the way số 15 của mình đến đây là kết thúc. Mặc dù chỉ là một chuyến đi ngắn 2 ngày 1 đêm mà thôi, nhưng mình mong là mình đã đem đến cho mọi người một cái nhìn tổng quan về chiếc resort mới này. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình trong những vlog vừa qua và đã xem đến tận những giây phút cuối cùng. Mình rất rất là trân trọng điều đó. Mình là Danny on the way và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chuyến đi tiếp theo.